sang ông như thường ngày, nhưng mà bữa nay là khác hơn mọi bữa nha cả nhà. Hai anh em mình cũng đi khác. Chúc cả nhà một buổi sáng an lành cả nhà. Hôm nay anh em mình đi nhưng mà làm khác như mọi bữa. Hôm nay là mình sẽ làm như là tự như là sinh tồn 24 giờ á. Mà hôm nay là mình sang, ban ngày thì mình sang ông, ban đêm anh em mình đi sang Cúc. Bây giờ hiện tại là chuẩn bị đi sang ông. Anh em mình cũng ăn sáng xong rồi. Những đồ nghề đem theo đồ nghề cả nhà. Đây. Còn có những như cái võng đồ với lại đồ chụp cái vật chụp cúc. Hôm nay là có nước đem theo để mình ban đêm mình có nấu ăn cả nhà. Nấu ăn rồi cái đồng lòng là mình đựng cúc nữa cả nhà. Lòng đựng cúc. Rồi hôm nay mời cả nhà mình cùng theo chân anh em mình. Hôm nay mình sẽ ban ngày đi sang ông, ban đêm mình sang cúc cho cả nhà cùng xem. Chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ cả nhà. Chúc mình đi sang ông có thì mình quay cho cả nhà mình cùng xem nha cả nhà. Mình cũng vừa phát hiện như là ổ đầu tiên cả nhà. Mình thấy nó tỉa. Mình đứng đây thấy nó tỉa lên xuống nha. Mình chưa cũng chưa thấy ổ nữa. Mình cũng chưa thấy ổ nữa cả nhà ơi. Đây trong này nó rậm quá. Mình thấy nó tỉa thôi. Tỉa lên xuống cả nhà. Mình không biết ổ lớn nhỏ thì mình vô xem thử coi. Mới về biết đây cũng mình cũng gặp mới gặp mà cũng anh em đồng nghiệp đi bắt cái nhà ơi. Bắt hôm nay ô cái ổ nhỏ xíu nhỏ xíu xíu tuốt trong kia cả nhà ơi. Thấy tỉa thấy ông bự để mình vô xem thử mình cắt thử ổ này cái nhà, có mực không, có mực thì cái có mực mình đi tiếp, mà không có mực chắc mình đi được điểm khác cả nhà ơi. Bác xong cho cả nhà xem. Cái nhà đó, ổ nó nhỏ xíu cả nhà mà nó mới về nữa, cũng có mực á mà mới về mà nhỏ xíu nữa mình không bắt, mình trừ lại cả nhà. Giờ mình đi kiếm ổ khác bắt, có mình về cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Mình đi nãy giờ cũng hơi lâu á, đi nãy giờ một đoạn xa rồi, giờ mình cũng mới phát hiện ra được thêm một ổ cả nhà. Nằm tuốt con lầm này cả nhà, tôi thui tuốt cái đọt con lầm này nè cả nhà. Ổ cũng dừa thôi cũng không to cả nhà ơi. Ổ thứ hai còn là cái được cái cây mà cái dây gì đó mà lá giang á cả nhà, lá giang để người ta nấu canh chua cả nhà. Đây nè, đây là lá giang. Thường đi rừng anh em mình hay bẻ lá này mình giò, khi mình nấu canh nó mình giò để vô thành canh chua đó cả nhà. Lá giang nằm tuốt trên đọt có ông cái nhà. Bây giờ mình để mình cả nhà chờ một chút, mình bắt xong mình quay thành quả cho nghe xem nha cả nhà. Mình cũng bắt vừa bắt xuống cả nhà, mực cũng yếu lắm cả nhà, cái này vừa đang chuẩn bị vô mực cả nhà, đang vô mực á. Mực nó cũng có cũng yếu cái nhà, ổ cũng to lắm cả nhà, to lắm dài lắm chứ. Mình gác đàn nó lại cả nhà ơi, cho nó nở tại giọng nó cũng đẹp lắm. Nói chung mực này cũng 70% rồi cả nhà ơi. Rồi, mình đi tiếp cả nhà, nếu có mình quay cho cả nhà xem tiếp nha cả nhà. Nãy giờ giờ mình cũng vừa thấy được cỏ cả nhà, cỏ này cũng hơi dài nha, cái chàm cục đen này. Cao dữ ta, leo leo cũng dở hả, không cao nha, cũng dễ leo à. Cũng già ổ uống nước nhiều lắm nhà ơi, uống nước với suối mà với suối uống nước nhiều lắm mà mình theo lên tới đây mới gặp mỗi đầu tiên cả nhà. Rồi để mình bắt xong mình cho cả nhà xem thành quả cả nhà. Mình cũng bắt xuống rồi cả nhà. Mực dở quá cả nhà ơi, mực dở quá dở ơi. Chắc là mình đi tành tành ra xe mình đi chỗ khác cả nhà ơi, chứ ở đây mực quá yếu à. Rồi để mình đi có mình quay cho cả nhà xem nè. Đây có thêm ổ nữa cả nhà ơi, ổ cũng nhỏ mới về cả nhà. Không có nhộng rồi mà cũng mực nó nhỏ xíu đó cả nhà. Cái cây này nè là trái nắng á cả nhà ơi, mình quay không rõ cho cả nhà xem đó.
Tổ đó nè cả nhà. Đọt cây. Rồi để mình bắt xong mình quay thành quả cho cả nhà xem nha cả Vừa nhà. bắt xuống rồi cả nhà. Đây. Ổ nhỏ nhưng mà mực đầy cái nhà, nó lép thôi, nó không có được nụ cả nhà ơi. Mực cũng đầy đầy chân rồi cả nhà. Tại giờ bây giờ mình bỏ vô mình đi tiếp cả nhà. Trên cái lùm cây này thì có thêm ổ cả nhà ơi, ổ nó cũng to lắm cả nhà. Đây nè, nguyên cục màu đen này nè. Đó, nguyên cục màu đen á. Cục đó ổ ong ruồi đó cả nhà, không phải là cục gì đâu. Ổ bự đó cả nhà. Bự lắm. Để mình dòm gần cả nhà xem từ từ đó. À. Cái máy của mình cũng chưa biết bởi vì mình thu lại nó không có rõ cả nhà ơi. Rồi để mình leo lên, nó nằm cái cây rừng này cả nhà. Thì mình leo lên để mình leo lên đây. Đây cái cây nhỏ này mình đứng mình cắt cả nhà. Để mình cắt xong mình quay thành quả cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Đây, mình vừa cắt xuống cả nhà. Ủa trời bá lửa luôn. Mà mực vậy nè cả nhà, nó đang vô mực cả nhà ơi. Quá dữ rồi, nó quýnh ghê lắm cả nhà. Mấy ổ bự này nó quýnh dữ lắm cả nhà. Tại cái dây nó cũng khó leo, dây gai nè. Khó leo quá bởi nó rộng, nó chích dữ lắm cả nhà. Bây giờ mình bỏ vô mình đi tiếp nha cả nhà. Có mình quay cho cả nhà Nhà ơi, xem. Mình đứng ngay suối này nè cả nhà. Mình dòm thấy bên này nè. Để cho bụi sậy ở đây nha. Ông nó lên xuống dữ lắm cả nhà ơi. Lên xuống quá trời luôn. Liên tục luôn. Ở đây cũng có con tỏ cái nhà ơi. Ở đây nè. Đó, em mình nè. Đó, em mình thấy trong đó đó, trong cái cây đầu rì cả nhà. Ủa tao không? Ủa tao? Tao không? Ừ. Đây cũng có chỗ mình thấy nhảy cả nhà. Đây. Ở đây nè. Ủa, mình chắc nghĩ cũng to lắm cả nhà, lên xuống dữ lắm. Mình quay trong mình dâm cho điện thoại các bạn cả nhà mình nhìn không rõ đâu. Kỳ vậy. Để anh xuống coi cái ổ này thứ coi. Cả nhà chờ mình chút mình xuống coi cái ổ này có mực không cả nhà. Em mình bắt không có mực cả nhà. Mình cũng vừa bắt ra xong cái nhà ơi, ổ non. Mực cũng đẹp cả nhà ơi. Ổ non eo à, tại vì chỗ đó là ngay giống người ta cắt luôn. Đóng lại cả nhà. Một đẹp quá. Rồi mình đi có gì mình quay có thì mình quay cả nhà xem tiếp nha cả nhà. Mình vừa mới thấy thêm tổ nữa cả nhà ơi. Đi nãy giờ cũng khoảng là tiếng đồng hồ giờ mình mới thấy tổ nữa cả nhà. Nằm đây nè cả nhà. Đó. Ổ cũng được cả nhà ơi. Giờ ổ nó nằm ở chìa suối á, suối lớn lắm. Giờ để mình bắt xong mình quay thành quả cho cả nhà mình xem nha cả nhà. À, cùng mình cũng vừa bắt xuống cả nhà ơi. Cái này cả nhà. Mực yếu quá cả nhà ơi, châm mực. Ở đây kỳ thì ổ có mực ổ không. Mực cũng có nó châm ở trong cũng vậy. Nửa ống rồi cả nhà, nó đang châm mực cả nhà. Cái này mà khoảng 3 ngày nữa nó mới đầy. À, giờ mình lỡ bác rồi cả nhà ơi. À, thì mình để vô mình đi tiếp với cả nhà. Có mình quay thêm cho cả nhà mình xem. Giờ cũng chiều rồi cả nhà ơi. Giờ hai anh em mình họp gom lại rồi hai anh em mình bữa nay được nhiêu đây cả nhà. Lấy bữa nay hai anh em chừng lít rưỡi cả nhà ơi. Lít rưỡi. Giờ bây giờ mình về xe, mình đi chạy đi chỗ khác. Rồi tối nay chút chiều nay mình sẽ nấu ăn à, mình nấu ăn để mình tối nay mình còn đi chụp cúc nữa cả nhà. Tối nay mình đi chụp cúc nữa. Rồi có gì tối nay mình sẽ quay cảnh cúc nằm như thế nào để mình chụp và mình quay mình cho các cả nhà mình xem nha cả nhà. Rồi chào cả nhà, chúc hẹn gặp Cả lại nhà cả nhà. ơi, Bây giờ tới cũng chiều tối gần tối rồi, bây giờ anh em mình cũng soạn đồ ra nấu ăn. Đây hồi nãy dăng cái hai cái võng nè, nằm nghỉ nè cả nhà. Rồi nghỉ ngơi cái giờ mình nấu cơm. Nấu cơm để ăn uống xong là cỡ 7 giờ cái nhà. 7 giờ là cúc nó mới ngủ nha cả nhà.
đó, giờ đó mình đi chụp nó không có động. Anh em mình ăn cũng đơn giản thôi, nấu nồi cơm lên nướng con khô là mình ăn qua ngày rồi cả nhà. Con rừng mà đâu cần mà sơn hào hải vị gì đâu, trong rừng này nhiêu đây là mừng lắm rồi. Khô mối cả nhà, khô cá mối đó. Nấu nước, đang nấu nước bằng cái chai nước cái chai cả nhà ơi, tại vì mình quên đem cái nồi nấu nước. Đây sáng có chở canh nước đi theo để mình sử dụng, đây mình sinh hoạt, đây mình nấu cơm nấu nước uống, đây cà phê, cà phê trà, đây bình tích trà, nước sôi mình đổ, nước sôi thì mình đổ vô đây rồi có trà mình uống rồi, đơn giản thôi đó. Bây giờ thì mình cũng đã buộc xong rồi cả nhà. Do mình đem cái vợt theo mình chặt cái tre thôi. Đây. Đây cái vợt. Để mình chụp cái cúc á. Cái cặp cúc nó nằm, ví dụ nằm ở đây đi cả nhà. Đó. Nằm đây đi. Đó mình rọi đèn vô, chính thấy bắt đầu mình đưa vợt cho mình chụp vậy nè. Mình chụp xuống. Rồi này, dính rồi mình lại mình bắt. Bắt xong mình bỏ vô lòng. Ở đây cái lòng. Cái lòng mình tự chế luôn nha cả nhà. Mình làm 3 tầng lận. Đây tầng dưới nè. Đây, tầng thứ 2, tầng thứ 3. Mình làm ưu tiên đó các cả nhà ơi. Ưu tiên cho cúc mình làm nhà 3 tầng lận. Trong khi đó mình ở có một trệt nè mà cúc tới làm tới nhà 3 tầng cho nó lận. À, tới chiều phong cảnh mà từ từ nó cũng chiều cũng mau tóm cả nhà. Đây mình tạm vô đóng chạm mà mình cột võng để mình nghỉ ngơi mình ăn uống đó cả nhà. Đây bình minh hoàng hôn, hoàng hôn xuống cả nhà. Ánh hoàng hôn. Tối nay anh em mình chụp ngoài đám trống nha cả nhà. Thầy cúc nó ăn nó, với lại nó ngủ ngoài trống nha cả nhà ơi, nó không có ngủ trong rậm như những cỏ rậm đồ đâu. Cỏ rậm đồ đây, nó không có ngủ, nó ngủ ngoài trống nha cả nhà ơi. Nó trơn vậy á. Nó chỉ núp, nếu mà gió nhiều quá nó núp sau cái bụi cỏ, bụi gì nó núp cái bên bụi cỏ thôi chứ không phải là nó nằm trong rậm nha cả nhà. Mình nhìn hoàng hôn mình nhớ nhà quá cả nhà ơi. Bữa nay nói chung là cũng hơi đuối á cả nhà. Thì đi sang ông đi lội đi bộ cả ngày rồi. Bây giờ tối nay phải đi lội cả đêm đi săn cúc nữa cả nhà. Chưa biết mấy giờ anh em mình mới nghỉ nữa. Đó thành quả săn ong của hai anh em mình bữa nay được nhiêu đây cả nhà ơi. Chừng lít mấy á, lít mấy ong á cả nhà. Tiến hành hiệp 2 có nghĩa là mình ăn uống xong. Nấu ăn nấu uống, ăn uống xong là mình nghỉ ngơi chút là cỡ 7 giờ anh em mình mới đi sang sang cúc nữa cả nhà. Tại bây giờ tạm thời làm như vậy thôi, để mai mốt mà để sắp tới đây mình sẽ làm những cái video như là sinh tàu 24 giờ cho cả nhà mình xem nha cả nhà, mình làm bài bản hơn. Nói chung mình ăn đồ rừng luôn. Là cơm chỉ là ba cái cây mình đóng, mình chặt ba khúc cây tươi cái nhà mình đóng xuống, xong bắt đầu mình nhóm lửa mình nấu cơm thôi. Bây giờ đang nấu nước nè cả nhà, còn chai nước không, bắt đầu mình đổ nước vô. Khi mình đổ nước vô như là cái chai nó không có chảy thêm ha, nó sôi đó. Rồi sôi sôi nhắc xuống. Đổ vô cho.
Sôi chút có nổ không vậy? Sôi dữ quá đó, tại vì cái chai nó cũng mềm mà. Răng rút á cả nhà. Teo cái chai lại nó trào ra sôi luôn rồi đó. Nó chạy chưa? Nó chạy chưa? Chó rồi đó. Đấy. Nói chung là anh em thời rừng mình thích như vậy thôi cả nhà ơi. Tại vì mình cũng đi săn ong á, xong mình đi săn cúc luôn thì nó tạm thời như vậy thôi. Nếu mà mình đi, nói chung là đi sinh tồn thì mình làm bài bản hơn, thì mình đem đầy đủ nồi đồ mình đi, nói chung không phải là như sinh tồn, nếu mà sinh tồn thì không phải, nó tự như sinh tồn vậy đó, mình đem nồi đem chảo đồ đi, mình làm bài bản đàng hoàng, cho mình sống trong rừng 24 giờ á. Sắp tới đây mình định cũng làm clip như vậy cả nhà, mời cả nhà xem và ủng hộ anh em mình với cả nhà. Người cái giọng cái nếu mà tối anh em mình nghỉ á, là trong này có cái bạc nè, mình có hai cái tấm bạc nhỏ, cái mạt dừa cái đó, hai tấm là một một người một tấm, là mình che lên, mình che lên đây cả nhà, mình cột đây một cục dây, ba bên đây đầu bên đây một đầu, đây một đầu, bắt đầu mình che cái bạc qua, mình căng cây ngang thôi, che như cái túp liều vậy đó, nó gọn. Nói chung là mùa này là cũng mùa nắng, mình chỉ sợ sương thôi chứ mình không sợ mưa cả nhà ơi. Mưa thì tháng này chắc không có đâu, mà sương thôi. Nếu mà mùa mưa thì nếu mình làm kỹ càng này tấm bạc như vậy cũng được cả nhà. Mùa mưa thì mình làm theo kiểu khác, mà mùa này thì mình làm che sương theo kiểu khác. Tại bây giờ một cái chai đó thì không đủ, tem mình nấu thêm một chai nữa cả nhà để phải có uống đủ. Tại cái chai nó hơi nhỏ. Sáng mình quên đem cái nồi, mỗi bữa mình có đầy đủ dụng cụ hết á, nồi niêu xoong chảo để mình đi theo á, tại sáng này mình chỉ đem nhiêu đó thôi, tại mình săn cút cả ngày rồi mình quên, kệ như vậy cũng được rồi. Công nhận ngắm hoàng hôn gì ngắm hoàng hôn nó đẹp ghê cả nhà ơi. Bây giờ trời này cho nó sáng nè, bắt đầu trong đám chằm từ từ đến tối, mặt trời nó từ từ lặn xuống cả nhà. Mình có đem thêm một hai cái áo nữa, áo gió cả nhà, em hai cái áo nữa để lỡ tối có lạnh á mình mặc vô mình ngủ. Rồi mình tạm ngưng video, chúc mình nếu anh em mình có đi thì có đi lúc mà mình bắt cút á, mình sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Ui, cả nhà ơi, hôm nay thất bại cả nhà, nãy giờ đi cũng hai chỗ hai điểm rồi, tiếng đồng hồ hai tiếng đồng hồ rồi nha. Chứ gặp được con cúc nào luôn cả nhà ơi. Sẽ thất bại quá cả nhà. Nãy giờ đi nãy giờ chưa gặp được con cúc nào luôn. Được vài con, quay cho cả nhà mình xem. Đi chưa gặp. Đi trong cảnh người ta chó sủa ôm sợ. Thì nào có mình nào thấy là mình quay cho cả nhà mình xem cái nhà. Chó sủa quá.
một con đang chạy cả nhà ơi. Quá chạy rồi, quá nhát cả nhà. Chín chưa? Máy hả? Đây là cái này. Một em cúc máy rồi bỏ vô bên này để xem mình được hai con cả nhà, mà mình quay không được cả nhà ơi. Thùng quá chắc rồi. Ừ, chắc quá nó đổ không. Chúng nữa có mình quay tiếp cho cả nhà xem nha. Ui, sảy hết rồi. Ui, bà. Mới thấy bắt đầu nó chui vô lùm rồi. Dưỡng của con cái này, nè. Đây là của con cái nhà, lớp này, cúc nhỏ nó không bắt cái nhà, thả đây thì nào thấy cúc lớn mình bắt cái nhà, nhỏ đừng bắt, tội lắm. Nào trống luôn. À, đi tiếp cả nhà, có quay cho cả nhà xem. Đừng con cả nhà. Chỉ được thêm con nữa cả nhà, nó chạy dữ quá. Tay mình quay, tay chụp khó bắt quá cả nhà.
nó sảy không à. Hai con rồi, chút có nữa mình quay cho cả nhà mình xem ngay cả nhà. Vừa quay vừa tháo khó quá, vừa tháo nó khó quá. Được mấy con? Hai con để con đem để một lòng rồi. Một nồi làm kỹ không cả nhà ơi, gió nè, gió làm kỹ lắm. Ba cây mì này, cây phê mì nè cả nhà, nằm dưới cây phê mì luôn. Mình không kỹ mình đi đạp rồi nó bay mình khỏi chụp luôn á. Đây cũng ít cúc quá cả nhà ơi. Nếu mà chỗ nào mà nó có nhiều quá cả nhà, cúc mà nhiều quá là nó nằm gần gần nhau, sát sát bên này. Nhiều con nó nằm sát bên nhau khoảng có mấy tấc. Cái này nói chung là ít cúc. Lâu lâu mới gặp, cặp con. Như là chỗ này có người ta chụp trước rồi cả nhà ơi, người ta đi soi trước mình rồi. Đấy, nó ít. Hai con nữa cả nhà, từng cặp. Nếu quả em ơi, đã vào lọ rồi, để mình anh bác rồi có mình quay tiếp với nhà xem nữa nha. Chứ một tay mình cầm máy, một tay mình chụp mình bắt không được cả nhà. Cả nhà thật xem mình thông cảm cho mình nha cả nhà. Cặp nữa cả nhà.
tiếp cái nhà. Cặp nữa cái nhà ơi. Chắc mày xin im. Mình khó bắt quá cái nhà. Mình khó bắt quá cái nhà. Để mình kêu tay mình qua mình tháo dễ hơn cái nhà. Mình vừa một tay cầm máy, tay cầm giờ khó bắt quá. Dẫn quá cả nhà. Có thì nó hấp dẫn mà không có là mà đi muốn hấp hối luôn cả nhà ơi. Rồi, mình đi tiếp cả nhà. Nó khó mình quay cho cả nhà mình xem tiếp nha. Hành trình về xe cả nhà. Cũng bỏ giò lắm rồi cả nhà ơi. Về xe mình lấy xe đi mình kiếm chỗ ngủ quá cả nhà ơi. Sẽ đi kiếm những cái đám cái tràm ở cái nhà để anh em mình ăn dỗng cả ngày. Hôm nay đi cái ngày từ sáng tới tối giờ mắt sập mí hết rồi cả nhà, đi dò đã đi đá lùm lùm. Bây giờ anh em mình đi kiếm lấy ra lấy xe đi tìm chỗ ngủ cả nhà. Giờ này cũng gần giờ này cũng hơn 1 giờ rồi cả nhà, hơn 1 giờ sáng rồi. Nếu mà không đi đi ong ban ngày á thì có thể anh em mình đi đang đêm đi tới sáng cả nhà, khoảng 3 giờ 4 giờ á nhà, tại vì anh em mình đi kia đi săn ong cả ngày rồi, săn ong cả ngày rồi giờ đi thì cái đêm nó chịu không nổi cả nhà ơi. Mình cũng ra tới xe rồi, giờ anh em mình tranh thủ lấy xe ra mình đi kiếm đám tràm nào đó để mình dang dỏng mình ngủ cả nhà. Mình lại tới chỗ mình có chỗ ngủ rồi cả nhà, anh em mình cũng đã dang dỏng xong, giờ mình nấu miếng nước trà mình uống miếng đi rồi mình ngủ tới sáng mình về cả nhà. Bữa nay quá đắm đuối rồi cả nhà ơi. Rồi để có gì mai sáng mình review anh em mình lúc về nha cả nhà. Giờ mình tranh thủ mình uống cà phê chút rồi mình ngủ sáng để mình về cả nhà ơi. Dạ, buổi sáng cũng buổi cả nhà một buổi sáng ăn lành cả nhà. Bây giờ mình cũng thức rồi, anh em mình cũng thức hết rồi cả nhà. Rồi qua một đêm lạnh lẽo. Quá lạnh rồi cả nhà. Hồi buồn ngủ quá không kịp mà che làm che cái bạt. Giờ hôm ngủ bụi quá lạnh cả nhà, vậy anh em mình cũng nhóm lửa nó ấm ấm đã đỡ cả nhà. Hôm mình cúc được như đây cả nhà, vậy em rõ được hai cũng được gần 2 tầng rồi cả nhà, được gần 2 lớp á, 2 tầng á, nói chung khoảng cả 40 con cả nhà, anh em khoảng được 40 con á. Rồi ong ngày hôm qua luôn, buổi sáng em mình được như đây, buổi sáng thì sáng chiều, sáng chiều như đây rồi cúc thì được khoảng gần 40 con cả nhà.
Cơm đã hết, nước cũng hết xong luôn. Bây giờ anh em mình cũng chuẩn bị là dọn hành trang anh em mình về cả nhà. Cả nhà xem video của mình, nếu hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để anh em mình có cái động lực để mình làm những video ý nghĩa hơn, hay hơn nha, cho cả nhà mình xem cả nhà. Giờ mình chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi hẹn gặp lại cả nhà những clip sau. Cảm ơn cả nhà.